Xin chào các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay đang anh mang đến cho các bạn hai sản phẩm khá là hay ho và thú vị. Một bên là Samsung Galaxy Buds Plus, một bên là AirPods Pro. Vậy thì hai sản phẩm này đang chênh lệch nhau mức giá tầm khoảng 2 triệu đồng. Nếu mà đem ra so sánh thì nghe có vẻ hơi khập khiễng. Tuy nhiên thì đang anh biết là có nhiều bạn cũng đang rất thắc mắc và đang phân vân không biết lựa chọn sản phẩm nào giữa hai sản phẩm này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng đang anh so sánh Samsung Galaxy Buds Plus và AirPods Pro nhé. Đầu tiên là về mức giá, với chiếc AirPods Pro này đang có mức giá tầm khoảng 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu. Và Samsung Galaxy Buds Plus của chúng ta trong tầm giá khoảng tầm 3 triệu 9 cho đến 4 triệu rưỡi. Vậy thì với mức giá chênh lệch nhau nhiều như vậy thì điều gì đầu tiên tạo nên sự khác biệt giữa hai cái sản phẩm này? Sự khác biệt rõ ràng nhất đó chính là chiếc AirPods Pro này của chúng ta có thêm một cái chức năng gọi là chống ồn chủ động Active Noise Cancellation, hay còn gọi là ANC. Vậy thì chức năng này thực sự sẽ mang lại và phù hợp với những ai? Vậy thì nếu bạn là một người đi du lịch nhiều và có cái nhu cầu là được đặt cách âm thanh, ví dụ như là khi ở trên máy bay bạn hay bị làm phiền bởi những cái tiếng ồn xung quanh, tiếng trẻ em khóc và bạn thực sự là không ngủ được và bạn cần một giấc ngủ sâu và không bị làm phiền bởi những cái âm thanh đó, thì Active Noise Cancellation sẽ giúp bạn làm được điều đó với chiếc AirPods Pro này. Và trong khi đó thì Samsung Galaxy Buds Plus của chúng ta không có được điều này. Tuy nhiên thì cũng không phải là một cái khuyết điểm quá lớn của nó, tùy theo nhu cầu cũng như là cái sự mong muốn của bạn. Tiếp theo là về âm môi trường. Cả hai sản phẩm này đều có chức năng mang lại âm môi trường cho các bạn. Với Samsung Galaxy Buds Plus thì sẽ là Ambient Sound, và AirPods Pro của chúng ta sẽ là chế độ Transparency. Mình cảm thấy là khá là thích cái chế độ âm môi trường của bên AirPods Pro hơn, bởi vì nó có phần tự nhiên hơn. Và với cái tính năng âm môi trường này thì đều giúp cho người dùng của chúng ta có thể trải nghiệm được cái cảm giác là không bị sao nhãng khi mà bạn tập trung nghe nhạc quá là nhiều trên những chiếc tai nghe True Wireless như thế này. Đặc biệt là khi bạn tham gia giao thông, bạn chạy bộ, bạn đi bộ và bạn cần chú ý đến xung quanh hơn những cái âm thanh như là tiếng còi xe, tiếng báo động, thì cái chế độ này sẽ giúp ích được cho bạn hơn. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái hay ho nữa với âm môi trường trên cả hai sản phẩm này, đó chính là nó sẽ giúp bạn giả vờ như là đang nghe tai nghe nhưng mà vẫn có thể bắt nhịp được những gì diễn ra xung quanh cũng như là hóng hớt mọi chuyện xung quanh. Tiếp theo thì cả hai chiếc tai nghe này đều đang sử dụng công nghệ là Bluetooth 5.0. Tuy nhiên thì với chiếc AirPods Pro này chúng ta có thêm con chip H1 nữa. Thiết kế của cả hai chiếc tai nghe này đều là thiết kế in-ear, tức là sẽ có cái mút để chúng ta có thể đưa vào lỗ tai của chúng ta sâu hơn. Tuy nhiên sau một thời gian dài trải nghiệm cả hai sản phẩm này một thời gian khá là lâu, thì Đăng Anh cảm thấy là mình có vẻ ưu ái và thích cái chất âm mà Samsung Galaxy Buds Plus mang lại. Về chất âm thì bởi vì nó có thêm cái hệ thống chống ồn chủ động cho nên khi mà bạn nghe nhạc với chiếc AirPods Pro này, bạn sẽ cảm nhận được chất âm là nó mạch lạc, nó rõ và nó đi sâu vào lỗ tai hơn, cũng như là tách biệt so với âm thanh bên ngoài hơn. Trong khi cái âm thanh mà Samsung Galaxy Buds Plus mang lại cho Đăng Anh á, thì cảm giác nó thoáng hơn, thoáng đãng hơn, tự nhiên hơn, và cảm giác như là khi bạn bật một cái bài nhạc thì những cái tiếng động, những cái nhạc cụ, những cái chất âm trong cái bài nhạc đó đang diễn ra xung quanh bạn, bởi vì nó rất là tự nhiên. Trong khi AirPods Pro của chúng ta thì nó đi sâu và kiểu như là nó trực tiếp hơn, và chúng ta không có được cái cảm giác là thoáng và tự nhiên như bên Samsung Galaxy Buds Plus này. Đang anh cảm thấy là nếu như bạn có được một cái cơ hội trải nghiệm á, thì khi đeo hai sản phẩm này cùng một lúc và nghe thì sẽ thấy rõ được sự khác biệt này luôn. Và hơn nữa thì do không quen với cái sự tù túng mà cái chế độ Noise Cancellation mang lại, cho nên là Đăng Anh vẫn thích cái chất âm phóng khoáng mà Samsung Galaxy Buds Plus mang lại cho mình. Hệ thống khuếch đại âm thanh cũng như là một cái micro lưới sẽ giúp cho chiếc AirPods Pro này làm cho bạn có được những cái khoảnh khắc cũng như là cái trải nghiệm, đặc biệt là khi nghe gọi đàm thoại, nó xử lý những cái tình huống gió cũng sẽ tốt hơn với chiếc Samsung Galaxy Buds Plus. Tuy nhiên thì về khả năng đàm thoại, Đăng Anh cảm thấy là cả hai cái sản phẩm này đều mang lại một chất lượng đàm thoại ổn định, kể cả nghe và gọi đều khá là rõ. Chiếc Samsung Galaxy Buds Plus này bởi vì nó đã có hai mic cho nên là nó được cải thiện hơn đáng kể rất nhiều so với dòng Buds trước. Đây là một điểm mà mình nghĩ rất là đáng để các bạn bỏ tiền ra mua chiếc Buds Plus này so với thế hệ cũ của nó. Nãy giờ thì Đăng Anh nói khá nhiều về chất âm cũng như là những cái công nghệ của nó mà quên mất đi là khi mà mua một chiếc tai nghe wireless thì cái phần nhìn cũng quan trọng hơn cả, tức là về thiết kế của nó sẽ tạo nên cái phong cách cũng như là cái sự công nghệ cho các bạn như thế nào.
Về chiếc Samsung Galaxy Buds Plus trước đi ha. Đang anh khá thất vọng bởi vì là cái thiết kế của nó không khác biệt quá nhiều so với thế hệ cũ. Vậy thì điều này sẽ hơi khó một tí cho những bạn nào thích thể hiện cái sự giàu có của mình, đặc biệt là khi bạn bỏ tiền khá là lớn ra để mua một chiếc Samsung Galaxy Buds Plus nhưng mà nó lại không có gì khác biệt nhiều so với thế hệ cũ, thì cái việc là nhận dạng ra được cái thế hệ cũng như là thương hiệu của chiếc Samsung Galaxy Buds Plus này khá là kém. Trong khi đó thì chiếc AirPods Pro của chúng ta với một cái cải tiến về thiết kế rất đáng kể, một cái thiết kế ngắn hơn so với hai thế hệ trước của nó, một cái thiết kế khá là giống với máy sấy tóc, khá là dị, nhưng mà đeo lên thì các bạn có thể nhận biết ra được đây là chiếc tai nghe mới nhất của Apple, cũng như đây là một chiếc AirPods Pro đến từ nhà táo. Về độ thời trang và sành điệu thì tùy ý kiến cá nhân thôi. Riêng anh cảm thấy là cả hai sản phẩm này đều đáp ứng được cái điều kiện là đẹp và sành điệu cũng như là thời trang. Tuy nhiên thì cả hai cái sản phẩm này đều có đi kèm những cái mood cũng như là những cái cánh riêng với Samsung Galaxy Buds Plus để các bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ phù hợp với lỗ tai của mình hơn, để nhét vào lỗ tai của mình hơn. Về trải nghiệm thì anh cảm thấy là với chiếc AirPods Pro này nó bám tai khá là tốt hơn so với Buds Plus, bởi vì Buds Plus trong một vài trường hợp chỉ cần xoẹt nhẹ một cái thôi thì anh đã có thể dễ làm rơi nó ra rồi. Tuy nhiên thì trong những cái lúc chạy bộ và ra mồ hôi thì chiếc Buds Plus này vẫn bám rất là tốt nha. Tiếp theo thì về khả năng chống nước, tất nhiên thì là IPX4 sẽ tốt hơn so với IPX2 trên Samsung Galaxy Buds Plus rồi. Vậy cho nên là nếu có ý định là muốn tiết kiệm tiền một tí để mua chiếc Buds Plus này thì bạn nên lưu ý nó, tránh để nó va chạm cũng như là rơi vào những trường hợp có nước, đặc biệt là khi đi bơi hay là đi mưa nhé. Còn với chiếc AirPods Pro này thì sẽ đơn giản và vô tư hơn một tí khi bạn gặp những môi trường nước. Về cổng sạc thì một bên Samsung Galaxy Buds Plus sẽ cho bạn kết nối với lại cổng Type-C, còn AirPods Pro thì vẫn sẽ là Lightning. Điều này thì sẽ phù hợp hơn nếu bạn đồng bộ hóa nó với chiếc smartphone của mình. Giống như là khi bạn xài Samsung thì nên mua Samsung Galaxy Buds Plus, còn nếu như bạn xài iPhone thì nên mua AirPods Pro là hợp lý rồi. Và cả hai sản phẩm này đều sẽ có sạc không dây. Tiếp theo thì sẽ là về phần kết nối. Kết nối thì nếu như bạn đang sử dụng một cái hệ sinh thái của riêng từng sản phẩm như thế này thì không có gì phải bàn cãi cả. Hết sức nhanh chóng, gọn gàng và tiện lợi khi mà mình kết nối chiếc Samsung Galaxy Buds Plus này với chiếc Samsung smartphone của mình á, thì mọi thứ hoàn toàn diễn ra rất đơn giản. Và ngược lại, khi mà mình kết nối chiếc AirPods Pro này với những thiết bị của Apple như là MacBook thì chỉ cần đưa lên lỗ tai thôi là nó đã tự động kết nối rồi, rất là nhanh và cực kỳ nhanh luôn. Tuy nhiên, nếu đặt trường hợp bạn kết nối ngược lại chéo thì sao? Có vẻ như là Samsung Galaxy Buds Plus của chúng ta có vẻ là lăng nhăng hơn, cho nên là rất là dễ kết nối với những sản phẩm khác, thậm chí là của Apple. Nhưng mà với chiếc AirPods Pro này thì lại là một vấn đề khác. Khi mà bạn kết nối với những thiết bị của Samsung thì hơi mất nhiều bước một tí. Bạn phải ngắt kết nối hoặc là reset rồi rút tai nghe ra thì mới có thể kết nối được với những cái thiết bị của Samsung hay là những cái thiết bị không phải của Apple. Cái này thì bạn cân nhắc thôi. Tuy nhiên thì mình cảm thấy khá là hài lòng với cái tốc độ kết nối cũng như là bắt sóng Bluetooth của nó với những thiết bị khác, và quá trình pair cũng rất là nhanh, đơn giản và tiện lợi. Tiếp theo là về việc cảm ứng. So với thế hệ lần này thì chúng ta đã có cảm ứng lực trên chiếc AirPods Pro khá là chính xác hơn so với hai thế hệ cũ trước của nó. Tuy nhiên, so với cái cảm ứng chạm trên Samsung Galaxy Buds Plus thì mình vẫn đánh giá cao cái cảm ứng chạm bên Samsung Galaxy Buds Plus nhiều hơn. Đơn giản là khi bạn để nó lên tai thì bạn sẽ cảm thấy là cái việc chạm nó rất là nhanh, chính xác. Trong khi đó thì với chiếc AirPods Pro, khi mà bạn để nó lên tai như thế này nè, bạn sẽ phải mất thời gian để xác định được đâu là cái phím của nó, và bạn còn phải mất thời gian hơn cái việc là dùng lực để ấn thêm nó một lần nữa thì nó mới có thể kích hoạt được cái chức năng mà bạn muốn thực hiện. Và nói chung là tùy cái thói quen sử dụng của bạn thôi, nhưng mà Đăng Anh vẫn đánh giá cao cái cảm ứng chạm của Samsung Galaxy Buds Plus hơn. Và ngoài ra thì nếu như bạn kết nối với lại cái app có sẵn ở trên Samsung là Samsung Wearable mà Đăng Anh nói nãy giờ thì nó còn tiện lợi hơn nữa, bởi vì bạn có thể tùy chỉnh là tăng giảm âm lượng hay là sử dụng khẩu lệnh hay là như thế nào. Nói chung là rất là tiện với cái app ở trên Samsung luôn. Trong khi đó thì với Apple, thậm chí khi kết nối với iPhone nó cũng hơi kém cạnh một tí, tức là bạn sẽ không được tùy chỉnh nhiều. Ở bên Samsung Galaxy Buds Plus, các phần mềm riêng của nó, nào là bạn có thể tùy chỉnh là mức trầm, mức bổng của âm thanh, rồi ambient sound ở mức độ như thế nào. Thậm chí bạn còn có thể có cái khả năng là tìm Galaxy Buds Plus của mình thông qua bản đồ với chiếc smartphone Samsung. Và cả hai sản phẩm này đều có thể điều khiển qua khẩu lệnh. Một bên bạn có thể sử dụng với Siri, và một bên với Samsung Buds Plus thì bạn có thể sử dụng nó với Google Assistant. Tuy nhiên một điểm trừ hơi nhẹ
cũng là một điểm cộng của chiếc Samsung mà mình nói lúc nãy, là bởi vì cái cảm ứng của nó quá là nhạy, cho nên trong một vài trường hợp nếu bạn vô tình chạm nhẹ thôi thì nó đã có thể thay đổi cái chức năng cũng như là tùy chỉnh cái chế độ của chiếc Samsung Buds Plus này rồi, nên bạn cũng nên cân nhắc. Nhưng mình nghĩ là nếu mà sử dụng trong một thời gian về lâu về dài thì bạn cũng sẽ dần quen với điều đó và nó không có gì đáng kể cả. Ok, tóm lại điều quan trọng nhất đó chính là hai sản phẩm này mình nên mua cái nào và ai sẽ là người phù hợp với AirPods Pro cũng như ai sẽ là người phù hợp với Samsung Galaxy Buds Plus. Đầu tiên, nếu như bạn có một chút rủng rỉnh về tiền bạc một tí và bạn thích cái chế độ chống ồn chủ động trên AirPods Pro thì mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng để bạn có thể bỏ tiền ra mua nó. Còn nếu như bạn không có quá nhiều nhu cầu chống ồn cho một chiếc tai nghe và không muốn đầu tư quá nhiều kinh phí cũng như là chất âm thoáng đãng hơn, thời lượng pin nhiều hơn, thì mình nghĩ Samsung Galaxy Buds Plus là một sự lựa chọn hoàn toàn sáng giá. Vậy thì các bạn nghĩ sao về hai sản phẩm này? Xin mời để lại phía dưới phần comment cho điện thoại vui cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.